Rồi, hôm nay là khui thùng cho xe ôm mang đi giao nhé. Cái này khách quen, con này cầm rất là nhẹ. Pavilion 13. Đấy, con này đời 2019, 8145U. Thế thứ 8 này, có i3 này, RAM 8GB, OSD 128 này, màn hình 13 inch Full HD. Backlit Windows 10 Home này, fingerprint reader này. Chỗ này là giới thiệu là thin version ever này. Mỏng hơn bao giờ hết này. Impressive and entertainment này. Giải trí ấn tượng này. Lock in with a touch, tức là con này là nhận dạng vân tay nên nó lock in qua sờ vân tay thì lock in này. Đấy. Con này là cái nhận dạng vân tay nó ở bên cạnh bên này, đấy, rất đặc biệt. Dạng vân tay nó ở bên cạnh này. B&O này, dòng entertainment này, dòng giải trí. Nguyên niêm phong nhé. Đây số series number này. Số để đọc lại. Số series i5 CD 64024. Đây số series number này, thì đã kiểm tra về số máy đấy nhá. Số series number. Này. Máy chỉ còn một bán con này hết rồi, chỉ còn một chiếc nữa thôi nhé. Cài đặt cuối cùng xong con này cài đặt xong rồi để nguyên lại vào trong hộp đồ khuyến mại để bên ngoài. Đây nó còn một cái tem HP nữa nè. Đấy, tem HP nữa. Đấy, rất là mỏng. HP ngoài ra mình còn có con 14 inch. Màn hình cảm ứng 2 trong 1. Con đấy chạy hệ điều hành Chrome giá cũng 10 triệu nhé. Đây này, con này. Đấy. Con này giống con Google Pixel này, giống con Surface. Sáng quay video giới thiệu hai con đấy. Đầu tròn vo này, đầu vắt vát thật như hẳn như phách luôn. Dây nguồn cứng, cầm cái dây nguồn là xịn phát nó ỉu luôn. Cái dây này cứng như này. Bây giờ mọi những con series nó đều in hết ở trên đít máy. Đây, số series number nó in luôn lên máy, không có thay đổi được cái gì hết. In luôn vào máy luôn.
không in vào giấy. Đấy, trùng với cả số kia chưa? Trong BIOS của máy. CD number CD 5 CD 840241D. Nha, CD number đọc lại. 5 CD 840241D. Xem kỹ nhất. Đấy. Xong bây giờ bung pin. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan máy to nhỏ, do. Nhưng mà âm thanh rất hay. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to Your keyboard is set to Do you also type with another keyboard? Now let's get you connected to a network. Next up, the Type what you want to name your account. Okay, now type a password for your... Hey, look, that's... These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them, and select Accept when you're ready. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out.
như xong rồi. Cài Office, cài chương trình. Chạy rất là đa nhiệm, chạy 4-5 chương trình, chạy vù vù. Mặc dù chỉ là Core i3, tại vì nó chạy ổ SSD M2 SATA PCIe rất là nhanh.
ship đến cái chỗ tập kết hàng của mình thôi. Cái số điện thoại mà của HP em đọc cho anh ghi vào đây này. Phong ơi. 0982.
Rồi. 232. Rồi. 616. Activate nhé, activate tật này. Rồi, cài đặt đã xong, bây giờ test cái loa thử. Tao là bây giờ phải test cái loa, mà rè thì không làm được cái gì hết. Đấy, vào mạng phát là nó update rồi. Ban đầu Windows vài ba ngày đầu sử dụng bao giờ quá trình nó download và update file Windows. Đấy, phải đọc vài giây thôi. Đời đủ hết của một con tính năng của một con laptop cao cấp backlit, hướng dẫn vân tay đầy đủ hết. Thank you.
nha. Để quá trình mẫu mẫu thì đưa cho Xiaomi giao hàng. Thì những ai mà không đến được trực tiếp thì mua như này, đây là khách quen này, họ mua như này. Thì ai tin tưởng hoặc là khách quen thì không đến trực tiếp được, nắng mưa rồi đêm hôm mua đi như này thì sẽ giao hàng như này thôi. Sau này đến thanh toán trực tiếp. Thanh toán trực tiếp. Còn ai mà có thời gian thì qua đây thì tự tay khui thùng. Đây thì nếu mà ở tỉnh thì cũng như này. Ở đây xa trong Sài Gòn thì có thể tự khui thùng, hoặc có thể là ai ở tỉnh thì cũng nhận như này thôi. Nhận như này, hoặc là mình gửi, nếu mà hàng brand new mình gửi nguyên phong tự khui thùng tự chắn tem cũng được. Thì quá trình mẫu này để xong tất cả quá trình từ khui thùng này, cài đặt này và xong của một con máy để giao hàng cho khách hàng nhé. Rồi, xin cảm ơn.